Bạn đã bao giờ rơi vào tình cảnh học như thế nào cũng không vô, cảm giác bất lực trong học tập? Bạn đã rơi vào cảm giác bị bạn bè coi thường, bố mẹ thì đem mình so sánh với những đứa khác? Tại sao bạn lại nghĩ mình thua kém người khác để rồi tự hạ thấp khả năng của mình? Vậy tại sao bạn lại không thay đổi chính mình ngay từ lúc này? Hãy nói cho bạn bè của các bạn biết, hãy nói cho bố mẹ của các bạn biết, bạn có thể làm được. Và bạn sẽ đỗ đại học, nhất định sẽ đỗ vào đúng trường mà mình mong muốn. Bạn sẽ tự hào mà hét lên rằng, bố mẹ ơi, con đã đỗ đại học. Hãy nhớ một câu rằng, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Thành công không có được từ sự lười nhác. Bạn có tin rằng, lúc bạn đang ngồi nghịch điện thoại, nghe nhạc, chơi Facebook, thì đối thủ của bạn đang học hành rất chăm chỉ hay không? Hàng năm vẫn có cả ngàn người đậu vào các trường top 1 với số điểm rất cao. Vậy tại sao bạn lại không phải là một trong số đó? Nếu bạn không hướng về phía trước mà bước tiếp, bạn sẽ mãi thụt lùi trong vô vọng. Hãy thách thức bản thân mình, vượt qua giới hạn của chính mình. Hãy nhớ lấy và nhớ kỹ điều này. Thi cử vốn luôn không có tính công bằng, lợi thế luôn dành cho những ai chịu học. Nó đã luôn là như vậy bao đời nay. Từ đây tới lúc cho kỳ thi quyết định cũng không còn nhiều, và thời gian ôn thi không có thừa. Hãy đừng bỏ phí một giây nào hết. Hãy học ngay cả khi người khác đang ngủ, lao động khi người khác đang lười nhác, chuẩn bị khi người khác đang chơi bời, và bạn sẽ có được giấc mơ khi người khác chỉ đang ao ước. Đừng sợ và đừng lo lắng, vì bên bạn có rất nhiều người vẫn luôn giúp đỡ bạn, ủng hộ cho sự cố gắng của bạn. Để cầm chắc tấm vé vào đại học thì ngay bây giờ bạn đừng ẩn mình trong vùng an toàn nữa. Hãy bứt phá, hãy bộc lộ hết 100% khả năng học tập của mình đi. Tôi nói cho bạn nghe, thứ chênh lệch ít nhất giữa con người với con người là chỉ số thông minh. Nhưng thứ chênh lệch lớn nhất lại chính là lòng kiên trì. Không có sự kiên trì thì bạn chẳng làm được việc gì lớn lao để lại cho cuộc đời của mình cả. Hãy cố gắng lên nhé, và tôi luôn ở đây để cổ vũ bạn.